Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, thân quan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Đó, tiếng sấm sắp nổ rồi đó. Thất tướng chừng quỷ lộng sơn hà, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sen núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời nam vẫn vang lừng nam bộ, trời bắc miền rầm rộ khóc than. Đông tây nam bắc quy hàng, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thiên ánh đạo vàng là đạo thiên tâm á, để đọc cái hồi kỳ dễ thích. Sấm sẽ nổ khắp miền nam bộ, miền bắc châu lâm khổ quốc trung. Hạ lào sấm nổ ầm ầm, miền trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền nam bị miên sang xâm lấn, đó là miền nam bị miên sang xâm lấn. Thì bữa nay Hussein đó, nó ký Trung Cộng rồi đó. Nên đọc bài này lại cho quý vị nhớ, chứ bữa hổm có đọc rồi. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu châu mặt ngựa lao, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng, miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở đây. Miền Nam quốc Phật thánh thần đó thì tất cả các vị đang hiện hết đây. Ở trong cái bài này có cái câu là hân hoan tạm biệt chốn trời Tây, tức là lúc đó mình sẽ đi về Việt Nam á. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, thì giờ mình đang nghèo đang đói nè. Đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Thất tướng mà quý vị biết ai không? Thì tự người nào giỏi chữ nghĩa thì đón đi thất tướng. Đó thì cái bài nó đại khái là có nước miền á, xâm lấn nước Việt. Miền Nam bị miên sang xâm lấn á, có câu đó, rồi lại.